Đậu xe được ngay đây không hay là dạ, có đậu xe được? Xe ở ngoài này, có chỗ đỗ xe vì hôm nay là gần ngày lễ rồi, đỗ ở đây sợ ngoan tuổi lên đổi xuống. Thế thôi vâng. để anh tìm tất thêm tất cả các nhà hàng đều phải đỗ ở ngoài đấy đấy. À thế vâng. Nhưng mà lạnh lắm anh sợ. Ôi giờ để anh đi anh xem dạ, quay lại. Xe nó đỗ qua nhé. Cảm ơn em. Nhìn thấy hai con chó mình nhiều quá. Hai con đậu đây. Gà con à? Chưa chị. Anh mà đậu xe đây được không? À vâng, để em có người mang xe đi cho. Không không, thế anh muốn đậu ngay đây cơ. Em bắt để xe đây rồi. Hả? Thế thôi. Còn người đi ngang cộng mình. Mình muốn đậu xe ngay bên cạnh mình để đi cho đỡ lạnh. 8 độ.
Thôi đi xuống dưới kia. Ra đây là như thế. Ra đây không ai được. Đúng lại là đi vào đường này. Vào bên phía đường này. Đi vào trung tâm nhé. Xe chúng ta quá tốt rồi. Ừ. Trung tâm có cái giả đâu không? Thank you.